Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình trở lại với video tiếp theo. Trên tay mình là có một cái thước, đây thước đa năng. Nó vừa là lưỡi cắt kính, vừa là dao dọc giấy, vừa là thước đo và nó đa năng lắm. Đây dao đây cái lưỡi cắt kính cực kỳ hay. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra nhé. Mình thấy nó rất là hữu dụng. Cái này dùng để áp dụng cho anh em mình đi mua cây hoặc là đi đâu xa, chúng ta có thể đo lấy cái thước này để đo cái chu vi đường kính của cái hoặc là cái bóng cây, rất là hay. Mình muốn chia sẻ với các anh em. Đấy, cái vỏ bên ngoài nó như thế này. Đấy, vỏ sản phẩm nó như thế này. Đó là multi tool. Đấy, siêu nhỏ, đó là dụng cụ siêu nhỏ. ABC này. Đây là một số những thông tin ở đây. Biết là cái hàng này nước nào sản xuất này. Xem nước nào này. Cái sản phẩm này kích cỡ thì có ở đây hết nhưng mà không biết cái. Ok. Thì bây giờ mình bóc mình bỏ ra nhé. Bóc mình bỏ ra rồi. Ở đây mình đánh giá cho các bạn xem này. Từng cái sản phẩm, từng một cái công dụng của nó. Thứ nhất là mình thích được cái sản phẩm này là nó có cái thước này. Đầu tiên mình quan tâm cái thước. Mình thấy người ta bán cái thước này rất là hay. Đấy, thước này. Đấy, cái thước kéo dài rất là hay nhé. Đấy, mình kéo tối đa xem là bao nhiêu. Anh em có thể mang đi bỏ túi để mét, 1 mét. Đây là 90 rồi, nó kéo nữa vẫn ra nhưng thôi sợ đứt. Sợ nó tụt vào trong mất. À, tụt ra ngoài. Đấy, đây là 90 này. Mình nghĩ đây là 1 mét, rất hay. Đo cái chu vi của đường kính của cái cây mà mình muốn đo rất là hay, mình không phải mượn đâu cả, mang theo trong người. Đó là cái thứ nhất là mình thích. Cái thứ hai nữa là cái đây dùng cái này là lưỡi cắt kính các bạn ạ. Cắt kính này. Cắt kính. Đây. Đi mua sản phẩm này thì họ lại tặng một cái phụ. Cái mắt để cắt kính này. Đây, sản phẩm phụ này. Đó, rất là hay. Ở trên thân cái dụng cụ này thì nó có các thước đo khác nhau này, là thước đo để chúng ta định vị cái kính. Đây, chúng ta có thể định vị nó một chỗ, chúng ta xoay cắt kính ngang này chẳng hạn. Đấy, hoặc là cắt theo chiều dọc. Rất là hay, nó có định vị này. Định vị này. Rất tuyệt vời. Thế tiếp theo nữa các bạn có thể thấy rằng là có cái levo đánh thăng bằng. Đấy, rất là hay. Ví dụ ta làm về chậu hay làm về cái sản phẩm gì chẳng hạn, ta muốn xem cái chậu là được thăng bằng chưa, mình đặt xuống là biết ngay là cái thăng bằng hay không. Nó rất là hay nhé. Nó rất là đa năng. Rồi tiếp theo nữa là đây, các bạn đẩy ra thì có một con dao. Dao này dọc giấy. Dao này dọc giấy được. Thò ra thụt vào. Tiếp theo nữa là cái phần này. Phần này thì có hai tác dụng. Mình thấy là đây có thể ta mở bia được. Anh em đi chơi cây rồi có thể mở bia để uống bia. Rất là tiện. Đây là dùng lưỡi cưa để cắt một cái vật dụng bằng sắt, kim loại thì cũng cắt cũng được. Rất là hay nhé. Mình gập cái phần này lại. Còn tiếp nữa là có một cái phần nó giống thiết kế giống cái dìu. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, cái này để tì vào giấy, cắt dọc giấy này, dọc ngang này, cắt dọc này. Đấy, đây là. Đấy, hay nhá. Rất là hay, đa năng, cực kỳ đa năng. Rồi xem còn cái phần nào nữa. Rồi, ok, thì mình đếm cho các bạn xem cái ứng dụng của nó trong nhé. Đây. Cái phần này thì làm để mài lưỡi kéo nữa các bạn. Mình sẽ lấy cái kéo để các bạn biết nhé. Cho các bạn xem. Rất là hay này. Mài lưỡi dao, lưỡi kéo. Đây, ví dụ là mình mài lưỡi dao. Cái này sẽ mài dao các bạn. Đây. Vuốt ngang này. Vuốt kéo này. Rất là ok. Thực sự là như vậy, nó rất là tiện dụng, tiện lợi. Đấy các bạn này. Anh em sẽ hãy mua sản phẩm và sưu tầm cái thể loại này. Cái dụng cụ này rất là hay, bỏ trong túi, đi đâu xa. Làm được rất là nhiều việc, đa năng. Đó, cực kỳ là hay. Đấy, phần trên thì họ được gắn bằng con ốc. Đây này, chúng ta sẽ có thể là nới ra. Đây là con dao nới ra. Đó, rất là hay các bạn nhé, đa năng. Một bộ dụng cụ gồm rất là nhiều chức năng khác nhau. Cắt kính này, mở bia này, ở dọc giấy này, đánh thăng bằng này, và cắt
định vị rất là hay, rất là nhiều, ít nhất là có 5 đến 6 công dụng khác nhau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nhé. Thân ái chào các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để là nguồn động viên cho mình làm những cái video sau. Thân ái chào các bạn.